Hôm nay cô sẽ kể cho bé nghe câu chuyện Cho sói và cừu con Có chú cừu con đi cùng bầy cừu ra đồng gầm cỏ Vốn tính hiếu động và nghìn ngợm Cừu con không thể đứng yên một nơi Mà cứ chạy nhảy tung tăng Thấy xa xa có đám cỏ xanh non Cừu con quyết định tách bầy để đến đó thưởng thức Ôi cha, đám cỏ này quả là ngon hơn hẳn cỏ đằng kia các cô chú cứ hay mắng mình la cà Nhưng la cà mới phát hiện nhiều cái thú vị chứ Cừu con thích thú từ nhủ Khi đã gầm cỏ no nê Cừu quyết định quay lại với bầy Nhưng kỳ Một con sói bồng đầu xuất hiện Chắn ngang đường đi của cừu Sói đã theo dõi cừu con một lúc lâu Và quyết tâm không để thoát con mồi Cừu run rẩy hỏi sói ông sói sẽ ăn thịt tôi phải không ạ à? sói liếm mép dĩ nhiên rồi dù sợ hãi và biết rằng khó chạy thoát cừu vẫn bình tĩnh đưa ra kế hoạn binh tôi vừa ăn cỏ xong bụng còn chưa kịp tiêu hóa nếu ông ăn tôi bây giờ thì chẳng khác nào ăn cỏ ông hãy để tôi nhảy múa một lát cho bụng tiêu hóa nhanh hơn nhé sói nghe có lý nên đồng ý cừu liền nhảy điên cuồng và cố ý lùi dần về gần đàn. Đường một lát, bỗng nhiên cừu ngừng nhảy và nói với sói, ông làm ơn gỡ cái chuông cổ của tôi ra và rung chuông càng nhanh càng tốt để tôi có thể nhảy nhanh hơn và cỏ sẽ tiêu hóa nhanh hơn. Sói liền dùng hết sức để rung chuông. Nó có biết đâu là người chăn cừu đang đi tìm con cừu lạc. Vừa nghe thấy tiếng chuông, anh ta lập tức chạy đến dùng gậy đánh đuổi sói và đưa cừu trở về bé thân mến cừu yếu hơn sói nhưng nhờ mưu trí nên đã thoát được phải không nào trong những trường hợp mà sức mạnh thể chất không đủ để giúp bé vượt qua khó khăn thì bé hãy vận dụng đến trí thông minh của mình nhé và đó cũng chính là bài học dành cho các bé từ câu chuyện này đấy